không gọi mấy bạn ơi. Nhầm tụi nó rồi, từ. Không gọi, thấy không, tụi nó không gọi. Nó lọ nữa nha. Lô. Mày là thằng bố, không gọi gì ra đâu. Vậy, tôi giải quyết xong rồi. Tôi giải quyết mọi chuyện xong rồi. Rồi ông đang đâu hả? Vô hồn trọ kiếm ai trong ba? Vô hồn trọ kiếm ai trong ba? Hồi nãy tôi lật xe cái tôi hết đau bụng luôn rồi. Hey, chào tất cả các bạn nha. À các bạn ơi, thì hồi hổm á mình có suy nghĩ ra một màn cho nó bạn. Thì mình có xin nhanh với ông Sạm á, lụ đạn ổng phản bội mình mấy bạn. Thì bữa nay á mình ngồi mình có suy nghĩ ra một màn cho nó nha bạn. Thì đợt này á mình sẽ không xin nhanh cho ông Sạm nha bạn. Mình sẽ xin nhanh với Quy Phim nha. Thì mình vừa mới suy nghĩ ra một màn cho nó. Thì là bữa nay á mình sẽ chơi ba ông cốt kêu nha bạn. Cho mấy ổng biết thế nào là lấy độ nha. Hổm dám chơi mình bán đứng mình thiệt chứ. Chơi một cú quá đau các bạn. Thì một chút nữa mình sẽ vô chòi á. Mình kêu ông Sàm sẽ tổ chức trò chơi phóng phi tiêu cho mấy anh em mình nha. Thì bây giờ xin mời tất cả các bạn cùng theo mấy anh em mình coi clip hôm nay mình chơi mấy ổng sao nha mấy bạn. Tất cả các bạn nha. Chào các bạn nha. Chào bạn nha. Chào bạn nha. Các bạn ơi, thì hôm nay Đạt các bạn nó có gửi cho mình là chơi trò chơi mà phóng phi tiêu mà nhân phẩm mà ăn uống để nhìn thèm nha bạn. Thì hôm nay mình có mua tôm càng xanh nha. Đây tôm này là tôm sông nha bạn. Đây. Các bạn thấy nó đóng gồng đóng ghiêu sống ngàn năm mới xong bạn. Đó, nó đóng gồng đóng đất luôn nha. Thì đây mình có được một mớ tôm sông nha. Mình sẽ luộc nước dừa để anh em mình sẽ chơi vòng quay phóng phi tiêu nha. Thì trước tiên mình sẽ luộc tôm trước rồi phải bước đầu cuộc chơi nha bạn. Hãy là kêu chơi ông trời, ông chịu một hơi kêu chơi đây chơi đẹp cái. Trời trong mát luôn rồi. Mát đẹp. Rồi tới mưa luôn bạn. Thấy trời đẹp không? Đẹp đúng rồi, đẹp quá đẹp. Cậu bảo cho trong trời chơi xuống cái bà luôn chịu. Chạy đây chơi mưa luôn mới chịu à. Vừa đổ luôn. Ây da. Còn trái nữa. Đâm đẹp. Kẹp thủ quả luôn mà kẹp chứ. Cái càng nào càng thấy nóc lạnh tới trời. Rồi nhung trái chứ đi. Đây bây giờ mình vô tôm luôn nha bạn. Tôm nó nóng tới vừa bún dữ à. Ui da. Thôi coi trái đủ không? Chắc đủ mà, tôm mà. Tôm mà. Đâu còn nhiều. Trời ăn tôm nãy bự chạy. Ây da. Cho uống nước dừa luôn. Quá khứ rồi. Trái đủ không? Niêm không? Niêm. Thì mình nước dừa đã ngọt rồi. Mình chỉ niêm muối với bột ngọt thôi nha bạn. Đây muối nha. Hết luôn. Ngăn dưới đây là bột ngọt nha bạn. Hai bắt nhau. Dữ vậy sao? Rồi bây giờ mình đóng nắp để mình luộc nha. Luộc xong rồi anh em mình sẽ cùng mời tất cả các bạn cùng chinh chiến với phóng phi tiêu nhân phẩm với nè mình nha bạn. A few moments later. Thì tôm nãy giờ anh em mình luộc nó đã chín với bạn. Giờ anh em mình sẽ đem xuống nha. Không có lỗi. Ui. Khui lên. Khui lên. Khui. Trời ơi. Quá đã nha bạn. Đó trời. Bây giờ anh em mình đem xuống để cúng cho ông bà đất đai nha. Rồi sẽ vào cuộc chiến nha bạn. Đổ đây luôn anh. Đổ vô đây. Ừ. Thì giữa cái mâm luôn nha bạn. Quá nhìn giờ đã bụng. Rồi trời. Đổ đi. Ơi. Chán không? Ừ chán mâm nãy đừng có bụng sống á. Má giờ đau bụng quá rồi mấy ông đây tôi chạy đi cái nha. Lòng cố. Đâu nữa cha. Đi trộn cái quá giờ đau bụng về không nổi bay. Tôi nào góc nào đi dạy đi. Thôi người ta đi ngang thấy kỳ lắm. Đi đi. Đi đi. Chủ vợ ơi tôi chạy gì còn trộn cái. Mấy điểm tôi. Đâu rồi? Ơ dạy một chuối dạy giúp cô. Cái gì nữa trời. Vô bụi đi. Vô bụi lại cái đi. Xong chứ vậy vô nổi. Xong vô bụi đi mấy tôi canh cho. Đâu đâu. Trời trời. Cái thèm đi chứ. Thánh thánh. Thánh thánh hay gì rồi. Đủ chắc nữa trời. Rồi, đổ ra luôn. Đổ đi. Đổ anh đi. Đổ làm bách ngày nữa, đậu phộng đang chế khí thế luôn trời có hiện hóa. Đổ đi. Nó chịu không nổi gì trời. Wow, ngon nha. Đang chế khí thế luôn trời. Đổ ngon luôn. Không thơm nha. Đồ. Tôi nói là đã mà mắt tiền có thể kiếm được, mắt tính kiếm làm được con trời đẹp cái vậy. Hố đậu phộng đây lên tắt chú đẩy đây đại đi đậu phộng không chi một con chịu quá. Thôi đợi xíu đây rồi ra ông chơi chơi luôn. Rồi đợi ông chứ sao vậy? Mình bỏ vô nồi mày hồi nó không ra mình quay lại. Bỏ vô nồi hả? Đúng rồi. Cho nóng hả? Cho nóng. Lấy ngủ sao? Ừ, giờ bỏ vô nồi lại. Ừ. Đậu, không có gấu gì hết trời. Gấu thì trời đậu, không có bách xì đạt lên tình trời. Chú làm bích khỏe. Hãy đi bóc vô luôn nè ông ơi. Bỏ đây cho nó nóng. Trời, nãy quý trừ miếng nước trời. Còn mà có dừa kìa thôi, dừa được, bình thường. Sao lại? Ừ. Ôi trời, cái này vừa ấy luôn á. Thôi bạn ơi, thì nãy giờ á, mình vụ ống mình chạy vừa phòng trọ nha bạn. Chứ thật sự mình có đau bụng đâu mà giả bộ mấy ổng vậy đó. Bây giờ mình sẽ điện cho ông Sàm ấy nha các bạn. Mình nói là mình chạy cái mình lũ bờ lũ bụi đó. Cái cho ổng đi kiếm mình nha mấy bạn. Lũ đạn này là tới cơ hội mình trả thù ổng lại rồi mấy bạn ơi. Đó giờ mình điện ổng nha các bạn. Để mình mở ra ngoài nha. Trời lâu đố chuông chứ trời. Không biết xem phản ứng ổng như thế nào nữa.
Đó, đổ chuông các bạn ơi. Má bắt máy cũng lâu nữa trời. Alo, alo, Sàm ơi. Anh chạy gì không trời, anh cứu em cái ơi. Cái gì vậy? Nãy em đau bụng em chạy quá trời, em ơi, em cứu em lũi em vô. Em đẩy ông kia xuống máy luôn rồi, giờ ông làm khó làm dễ quá trời luôn nè. Người nhà ông chạy ra, đầu quýnh em quá trời nè, anh chạy ra anh cứu em cái ơi. Chạy ơi, chạy kế bên nhà mà, chạy về cho ở ngoài đường ta thấy kỳ lắm cô ơi. Chạy ra đi, để hồi nó quýnh em chết luôn quá. Ờ, lại nha, lại nha. Ờ. Thôi anh, vô rồi bạn ơi, vô rồi. Giờ ông, mấy ông chắc chạy ra cứu mình nữa bạn. Chữ quá trời chữ. Lần này mình sẽ cố gắng mình đẩy cho mấy ông này tới chén bữa nha mấy bạn. Đó. Thôi giờ mình sẽ núp đây nha mấy bạn, để mấy ông đi cái rồi mình chạy lại cái chỗ hồi nãy nha mấy bạn. Tao đập cho lé cho tụi lại. Ủa vậy gây chạy tay. Ok. Chạy lên, chạy lên. Nào đi rồi tôi đây giữ. Đưa lâu đây không lụt. Đưa lâu đây rồi đi đi. Còn mày đây cái gì vậy? Tôi giữ cái này. Để mắc bộ chứ. Đi đi đi, tôi đây tôi giữ đồ cho. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Mẹ đi lụng đậu khẩu ông chạy tới tích kìa. Vô cái quạt chơi nha bạn, mấy ông đi chơi rồi nè. Bây giờ để ông Đạt lại cái anh em mình thưởng thức. Xách cái này chơi nha bạn, đậu của ông Đạt này thông minh, thích là thông minh. Bây giờ phải đợi ông Đạt lẹ. Để ông kêu chạy về tới chỗ ông thấy được là tức tới chuyện mình này. Bây giờ đợi ông Đạt lại xong rồi nè, hai anh em mình xôi hết đống này nha. A few moments later. Vô lẹ. À bạn ơi. Để lẹ đi. Vô mấy ổng. Vô lẹ đi, tắt máy đi. Bạn à, đứng xích đây à. Mình vụ mấy ổng đừng bước nó xích đây, bước nó xích đi. Ừ, bước nó trong cái nồi luôn chứ nhiều quá luôn. Ừ, đi 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 chạy mấy bạn ơi. Rồi ngồi đi. Mình vụ mấy ổng chạy vô phòng trọ mình nha mấy bạn. Đủ chạy xe ít thịt luôn, chạy có nhiêu chạy nhiêu vậy. Một hồi là ổng chạy lên đó không gặp ông nào thế nào cũng gọi mà cài chung đội tính thời bạn dỗ trội mấy ổng chửi mình quá trời luôn. Thơm bơ sao ông thông minh dữ vậy. Sao không thông minh nữa hả? Còn thông minh dài nữa. Đúng. Lẹ đi một hồi là ông gọi tới liền bây giờ đó. Tại vì nhà trọ đây cũng chạy cũng 2-3-4 cây nha bạn. Đi lẹ đi tôi thèm tôm lắm rồi thơm. Trời. Thôi mày bạn ơi. Trời. Chạy nãy mày không chạy xe xì luôn. Hồi nãy ông đã đọc ở đâu à? Hả? Nãy tôi núp cái bụi dưới kìa dưới mấy sông dưới á. Cắt gì hết thèm hả? Rồi lùm đi. Vô. Tôi không quất lại đi. Tập. Trời ơi, mấy bạn tên nha. Quá đã mấy bạn ơi. Trời ơi, tôm ngọt với anh thế. Trời ơi trời. Vô mấy bạn nha. Ngọt trời. Ê, một hồi mà ổng nếu mà ổng có gọi lẽ ông nói là tôi ủa chạy lên trên trời gì hả? Tôi dám biết xong đáng để chứ ngồi. Chạy về đi. Bây giờ xuống đây tôi đợi ông nè, đó có hù. Đây vậy đó, ok nha. Ok vậy đi. Giờ ông chạy chắc cũng chưa tới chỗ mình đâu. Đúng rồi, nhớ chạy không nhiều vô, ngáo gì trời. Tôi đợi ông lên, lậu không lâu quá, lâu xử lý xong rồi. Ông thương tôi quá, ông cho tôi đi luôn rồi. Vô, mời bạn nha. Ngon mà. Trời con tấm bự. Ngon tấm bự đi. Hút bọn, hút hả? Ăn nhanh đi. Mình không có tay mình ăn luôn nha mày. Mình phải quay trực tiếp vậy nè. Đó, mình canh cho chừng nào mà lỡ ông có lại đột xuất cái gì ấy. Còn là ông gọi mình thì có quấy luôn. Hảm ha. Mấy ông chơi mình đó bạn. Chơi trúng tiền bằng chơi mấy cái mạc luôn. Nay mình chơi lại nha bạn. Quá đã bạn à. Phải giàu. Bỏ cái đầu đi.
Nhân đâu nữa? Làm đi. Mình không. Đúng rồi. Có nước rồi anh cực. Anh phải làm này lẹ đi. Rớt mẹ anh tôm luôn. Nhanh lên đi anh. Quá sướng các bạn ơi. Bữa nay là tới ngày mình chơi lại mấy ổng rồi. Trời ơi, tới mấy cá hạch ra. Hôm nay mấy ổng chơi mình quá trời lên bờ xuống ruộng mà. Vô, phải bạn không? Tôm quá ngon. Làm mấy con tôm đó nè. Trời, đã. Thôi, không biết cảm giác mà mấy ổng bị mình chơi sao nữa bạn. Các bạn không chửi thật luôn á. Không, mấy ổng không chửi đâu, mấy ổng đập luôn à. Chơi vô con nói thiệt mà. Lâu lâu mình phải chơi một cú vậy nha bạn. Mất còn dài dài nữa chưa hết đâu. Không quá bạn ơi. Nhanh nữa đi. Ăn nhanh nữa đi. Bỏ đầu đi. Trời ơi, gạch đấy bạn. Vô nha bạn. Đừng có ăn đầu nha. Quá ngon. Ngon. Giờ mấy em kia chắc cũng ngon lắm. Ừ, phải là ông ngon nhất thế giới luôn rồi đó. Đã núp rồi thấy mấy ông chạy xe ghé mạc các bạn. Chạy hí hí luôn. Thế là giờ đi ra ngã ba không gặp mình chắc nhiều phòng trọ mình thiền luôn các bạn. Đúng rồi. Phải nói đi té ngay ngã ba mà. Đúng rồi. Mình để ông kia tôm thịt dưới rồi chắc hạt luôn á đúng không? Quá đẹp. Không gọi bạn ơi ngầm tụi nó rồi. Từ không gọi thấy ông tụi nó không gọi nó lọ nữa nha. Lô mày là thằng bố khẩu gì vậy? Vậy tôi giải quyết xong rồi. Tôi giải quyết mọi chuyện xong rồi. Rồi ông đang đâu hả? Vô hồng trọ kiếm ai trong ba? Vô hồng trọ kiếm ai trong ba? Hồi nãy tôi lật xe cái tôi hết đau bụng luôn rồi. Đang ở ngoài chỗ đây nè, ngoài đây. Anh đang ngồi chỗ quay phim nè. Ê, ông chạy ra đi, tôi xử lý xong rồi, hết đau rồi. Chạy lẹ nha. Lấy tôi đau bụng thì tôi hết đau rồi. Đùa thiệt mấy bạn ơi. Ông đang nhức đầu với mình luôn á. Ai đùa, đùa. Ê, vậy, lột tôm, cơm đi sẵn đi. Đúng rồi, lột tôm sẵn đi. Tôm mới ra nha bạn. Để sẵn. Đúng tôm xong luôn là trời. Đúng không? Đúng tôm xong luôn. Tại vì cứ nhìn cái màu mình biết là nó có dạng như màu rong vậy đó. Đúng không? Kêu tùm lum cái gì? Đúng nãy giờ mình hại não cũng nhức đầu dữ nha mấy bạn. Đu đạn đậu xanh như tùm lum lá chứ. Chứ không chỗ kia không có ai quê giả mang luôn. Ngày mốt mà mấy ông sẽ thấy còn dài dài với tôi nó chưa hết đâu. Đúng. Phải coi còn dài dài nữa. Giờ mình đã đây một chút để ổng ra cái cộng đồng cùng mình lum luôn nha mấy bạn. Ngồi cạnh nha. Không. Nào mà ổng chạy rồi đó, tôi hú mày. A few moments later. Tới. Cầm nước, cầm nước. Phải chọc quê đứng luôn nha, chọc quê đứng luôn. Giao quê ngậm đi, vô mày bạn nha. Ừ. Quá gì mấy bạn ơi. Đúng rồi. Ơi thơm miệng ngon dữ trời. Anh Tao. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhau. Thôi hết trôi. Anh Tao. Nãy giờ đi đâu? Nước bên kia kẹo. Nước bên kia kẹo. Nãy giờ mày có bị xe không?
Ê, ông với bảy con này ơi. Vô bạn quay con à. Con trời. Ông đang review cho bạn xem hả? Con tôm này nó trời là con tôm bự nhất luôn này. Mấy đứa em chân ướt chân gáo này không có ai. Ủa, 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 nãy giờ ba ông đi đâu hả? Không trời đâu, không trời làm gì nữa. Con này có chuyện gì sao lo lắng vậy? Mấy con này chứ, nhưng mà ăn ngon không? Ngon, mời bạn à. Ừ, mời ăn đi. Trời ơi, mời những người phim làm hết còn đậu mẹ ơi. Trời ơi trời ngon. Ê, tính ra là ông trả thù được ông bởi ông mấy đứa ông ơi vậy. Bảo là ông trả thù đậu phòng mẹ bốn ai rồi mày bảo một trò kia đập mẹ rồi. Bữa trên kia kìa, ông dứt tôi vô cục điện như con chó. Đúng, thấy, bụng này thấy. Trời ơi, bữa nay tôi phải chơi mấy ông lại, tôi mới vừa bụng luôn. Bữa nay mày ăn cứ cập rồi, thấy tôi ăn. Này là có qua có lại. Ê, ông cho tôi ăn rồi, ngon lắm. Khốn kiếp hợp tác đó mà, bỏ mỹ nữa vậy. Tôi hợp tác đâu, tôi ăn chung mà. Tôi ăn chung mà. Hai thằng ăn chung đi, xin chứ. Không ăn ngon lành gì trời. Trời ơi trời. Ông giống mấy thằng phòng trò vậy. Ăn mẹ đi đậu, ông trời. Kêu kêu ăn cái kiểu đậu, ông kiểu chơi luôn. Ê, tôi không nói ông đâu. Hồi nãy ông mới vừa chuẩn bị đi là không bàn là ông ăn trước ông rồi đó. Kêu ăn luôn đi. Nãy tính ăn luôn hả? Ừ. Không mà đó. Quán cà lem mà khu ta hoài vậy. Tôi có phèn tôi đây rồi mà. Tôi làm gác à, bây giờ nhớ nha. 14 nha, rồi thằng thằng kế phòng trọ qua thọt gác mày đừng kêu tao. Đó, tao tự lo. Thấy là cái này là mày một đánh rồi đó. Rồi. Rồi bây giờ mình cho vòng quay đi. Vòng quay quẹt gì cái trời con mẹ nó đâu quay. Đâu đâu. Đâu đâu. Tao ăn quá trời. Gạch không ngờ. Gạch vô đó. Không, con tao mẹ nó bự tay nè trời. Kêu ăn mẹ đi. Mày giúp đỡ em làm tốt chứ, làm tốt chứ. Công nhận là bữa nay tôi ăn trực, tôi là ấy, là tôi là sung sướng đó nè. Ngon ghé mát luôn. Hồi sáng ha. Hồi sáng rồi tôi xin anh fan, xin anh xin là xin ok. Ờ đó, tôi anh em tôi hợp tác vui vẻ không? Đúng rồi. Tôi không, tôi sợ lắm rồi. Mày mới sao chơi quá. Rồi lấy gì sao á? Cái này chơi mà. Ừ. Mát mẹ đi chứ tôi tôi phải cho ông trả thù lại chứ. Nhớ nha, mấy mốt mày trả giá gấp đôi đậu bọn tôi. Mày đừng nào trả giá tôi chịu, cãi tôi. Không có đi đâu ha, mấy tôi xử luôn. Có xảy ra chuyện gì á, muốn tự quên đi thôi. Bây giờ mình làm xin làm nhẹ phát thôi, chừng nữa ông phải làm dữ dữ vô nữa. Nói mày cái gì nhẹ cho biết là tối nào kia mấy đại ghét mày á. Cãi tôi. Tối nào tôi trả phòng trọ đi luôn hả? Ở đây mình vui quá bạn ơi. Vui mình chơi được mấy ổng rồi, vô các bạn. Mình kìa, giờ này còn gặm rau tôm được các bạn. Anh chạy đi mua lửa từ con trong mày xanh đậu ổng giá ba được biết ăn được cái biết chứ. Ủa có mình đâu không ăn được. Ổng cái kẹt ăn được ăn được biết rồi vậy hết luôn nè. Rồi vậy hết luôn nè. Chụp tức được vậy. Hết luôn nè. Chơi ba ổng được rồi nha mấy bạn. Chơi không? Mình vừa chơi vậy chạy. Chơi vậy? Bữa hổm à gì? Bữa hổm không? Bữa hổm ông không cho ông chừa ông này với ông tay ông miếng nào luôn mà. Không mấy con hết trơn rồi. Ừ. Từ nay tao nhiều mà. Ông ơi bên khoe phim phim đâu. Đâu. Nhiều chưa? Không đủ tôi với mày với con ăn. Không vậy. Tôi ông mẹ. Nói cho mày nghe câu nè. Mày bắt đầu khiêu khích tụi tao rồi đó. Anh cứ bắt bồ bên em lại đi, em sẽ bóc chơi cho anh. Thôi, hết tôm rồi dọn rồi nha, anh em tôi đi về. Dọn giùm mấy cái mâm này luôn nha. Nè, nồi ơi, thôi chảo ơi. Dọn hết luôn đi, anh em tôi đi về. Đâu hả? Dọn đi về chơi. Hai bạn tự dọn em. Thôi. Chứ máu mũ trời. Ê, không có đây ăn đầu tôm. Không. Còn đâu nhóc càng sao tao chạy luôn á. Tao chạy luôn à, chân ướt chân gáo muốn cho chân ông què luôn. Trời ơi nè bây giờ. Không giúp đỡ gì nữa chứ. Què lo quá tao nghe nó dữ nha. Ai phải thử với đi. Đâu ai nghe nó mày chúng mày dễ em. Ừ. Tao kiếm mày ai quay. Ông ơi ăn đầu tôm rồi. Cái đầu trời. Mày cười cười hôm nay hôm sau rồi cười. Cái mâm em về em ơi. Mày thử bấm cái đầu. Mày ơi trời. Ai ổng về luôn. Bạn ơi. Bữa nay mình trả thù với ổng được rồi nha mấy bạn. Mày không biết tức đâu. Nhìn cái mặt ổng, ổng tức kẻ mạc luôn chứ gì đâu trời. Mày không tức biết nào đâu. Lần này mình trả thù chắc là sao mấy ổng chắc cũng chơi mình lại nha mấy bạn. Mình làm xương xương thôi. Lần sau mình làm dữ dữ nữa. Lần sau mình sẽ chơi một cú ha cho mấy ổng đau hơn này nha bạn. Thôi nếu mà các bạn thấy clip anh em mình nó có gì hay nhớ cho anh em mình xin một like cho bạn. Mới mình sẽ cho mấy ổng nha. Rồi bây giờ mình xin phép bye bye mấy bạn nha.